tẩy trang là bước quyết định tới việc da bạn có khỏe đẹp hay không. Với không khí đầy ô nhiễm và bụi bẩn như hiện nay, thì việc tẩy trang cho da hàng ngày là một điều hết sức quan trọng. Hiểu được điều ấy, đa phần các thương hiệu mỹ phẩm đều có dòng sản phẩm tẩy trang riêng của mình. Và Curcool cũng không nằm ngoài điều đó, hãng đã tung ra thị trường tới 3 dòng sản phẩm tẩy trang khác nhau của mình. Mình đã mua và dùng thử dòng nước tẩy trang bí đao Curcool, nên sẽ review chi tiết cho các bạn tham khảo nhé. Nếu bạn nào chưa biết thì Curcool là một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên thuần chay ở Việt Nam ra đời từ năm 2014. Các sản phẩm của hãng đa dạng từ chăm sóc da mặt, chăm sóc body cho đến chăm sóc tóc. Đa phần nguyên liệu chính đều là nguyên liệu từ tự nhiên, an toàn như bí đao, nước hoa hồng trưng cất, cực lành tình và an toàn cho da. Nhìn vào bảng thành phần ta có thể thấy được thành phần chính sau. Bí đao có đặc tính làm mát, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện mụn viêm, mụn trứng cá. Rau má, các tinh chất có trong rau má là những chất chính giúp kích thích tăng lượng collagen trên da, hạn chế và giảm viêm cho các vết mụn sưng đỏ. Betaine là hoạt chất dưỡng ẩm được chiết xuất từ củ cải đường, cung cấp độ ẩm, bảo vệ da khỏi các tác hại của môi trường điển hình là tia UV. Tinh dầu tràm trà, loại tinh dầu có mùi thơm ấm áp, cay nồng giúp ngăn ngừa mụn xuất hiện, có vai trò quan trọng trong việc trị mụn. Ocumen 5-ol và keten pyridinium chloride có khả năng kháng khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Cảm nhận sau khi sử dụng. Điểm cộng: thiết kế đơn giản với vỏ hộp giấy và chai to màu đen, nhìn khá đẹp. Cá nhân mình thấy nước tẩy trang có màu vàng nhạt, khá là lỏng và nhẹ. Sau khi APP trên da thì có cảm giác mát nhẹ và thơm mùi bí đao một cách nhẹ, chứ không bị nồng mùi bí đao quá. Nếu bạn bị dị ứng hoặc ghét các mùi hương liệu quá hóa học thì đây có lẽ là điểm cộng khá lớn của dòng tẩy trang này. Có tràm trà ở trong thành phần nên khi bị mụn sử dụng sẽ giảm bớt tình trạng mụn. Tràm trà có tính sát khuẩn cao nên sẽ kháng viêm và hạn chế được tình trạng lan da của mụn viêm. Rau má có tác dụng làm dịu, mát da nên bạn có thể sử tẩy trang sau khi đi nắng trở về. Đặc biệt khi mình sử dụng, mình không hề cảm thấy bị khô, rát da như nhiều loại tẩy trang khác, sau khi dùng da vẫn có một độ ẩm nhất định vừa phải. Vì sản phẩm không chứa cồn, không sunfet, không dầu khoáng, không paraben, nên da nhạy cảm bị mụn hoàn toàn có thể sử dụng được. Dung tích của chai cũng khá lớn, cực tiết kiệm kinh tế cho những bạn hiện đang là học sinh, sinh viên đang tìm kiếm một dòng nước tẩy trang vừa an toàn hiệu quả nhưng giá thành khá là mềm. Đa phần mọi người hay mua sản phẩm tẩy trang này cùng gel rửa mặt và nước cân bằng da bí đao để đạt hiệu quả tốt nhất. Điểm trừ: đối với các bạn chỉ sử dụng kem chống nắng hoặc để mặt mộc không thì nước tẩy trang này vừa đủ để tẩy sạch bụi bặm hàng ngày. Nhưng nếu bạn nào make up đậm thì sẽ không đủ để làm sạch các phần trang điểm khó trôi như mascara chống nước hoặc son môi lì. Nếu bạn bị dị ứng tràm trà thì cũng nên cân nhắc da có thể bị châm chích sau khi sử dụng nước tẩy trang này. Mặc dù dành cho da dầu mụn, nhưng vì là sản phẩm tự nhiên nên sẽ không mang lại quá nhiều hiệu quả cho các bạn bị tình trạng mụn lâu năm hay da bị các vấn đề nặng khác. Mình chấm sản phẩm tẩy trang này 8.5/10 cho các bạn da ít trang điểm chỉ sử dụng kem chống nắng và 7/10 cho các bạn hay trang điểm và sử dụng đồ trang điểm mùi thường xuyên. Mặc dù chỉ mới thực sự phổ biến trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nay, nhưng không thể phủ nhận các sản phẩm của Curcool đều đang tiến bộ và chỉnh chu về mặt hình thức cũng như chất lượng từng ngày. Vậy nên, bạn chần chừ gì mà không thử nghiệm một sản phẩm tẩy trang tốt như thế này nào?